Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm 11 tháng 9, ở khu vực đồng bằng Đông Bắc của Bắc Bộ, Hòa Bình có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Việt Bắc của Bắc Bộ, Nam Sơn La và khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 tới 15 giờ có nơi trên 100 mm như Chiếu Dương, Hưng Yên 194,6 mm, Cổ Ngựa, Hải Dương 160,6 mm, Nam Toàn, Nam Định 127,6 mm, Gia Lương, Bắc Ninh 124,2 mm, Quỳnh Phụ, Thái Bình 123,6 mm, Quan Hoa, Hà Nội 107,2 mm, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 106,8 mm. Dự báo, từ chiều tối nay đến sáng sớm mai ngày 12 tháng 9, khu vực đồng bằng Trung Du, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30–60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Ngày và đêm mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa 20–40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, ở khu vực Việt Bắc của Bắc Bộ từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20–40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 18 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn. Dự báo xa hơn, thời kỳ từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cả nước tiếp tục có nhiều ngày mưa, trong đó xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Mùa mưa có khả năng xuất hiện tại khu vực miền Trung từ nửa cuối tháng 9. Thời kỳ này, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ cao hơn 20–40% so với trung bình nhiều năm. Bắc, Trung Trung Bộ cao hơn từ 15–30%, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm. Riêng tại Phan Giang, Phan Thiết và miền Tây Nam Bộ, tổng lượng mưa xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm. Đáng lưu ý, trong thời kỳ dự báo, hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông có 2–3 cơn, trung bình nhiều năm đổ bộ 1,1 cơn. Riêng về nắng nóng, thời kỳ từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ ở khu vực Trung Bộ. Cơ quan khí tượng nhấn mạnh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam, dông, lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa lớn, dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Mực nước sông Hồng tại cầu Long Biên lúc 8 giờ 40 phút sáng ngày 11 tháng 9 là 10,99 m, dưới báo động 3 là 51 cm. Thời điểm hiện tại, một số tuyến phố thuộc phường Phúc Tân như là Bảo Linh, Phúc Tân, v.v., quận Hoàn Kiếm ngập sâu, có nơi ngập đến 80 cm. Toàn bộ khu vực ngập đã bị cắt điện. Người dân đưa người già, trẻ nhỏ di tản đến nhà người thân để tạm trú. Chị Ngân là người dân phố Phúc Tân cho biết, gia đình đã ở nhờ nhà người thân trong phố cổ từ ngày 10 tháng 9, chị và chồng đang sắp xếp thêm đồ đạc để di rời ra khỏi nhà một thời gian. Trên phố Bạch Đằng ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, nhiều điểm ngập sâu, các đoạn ngập đã được cắt điện để đảm bảo an toàn. Các ngõ số lẻ đường Bạch Đằng bên phía bờ sông có nơi nước ngập sâu cả mét. Do không có điện, bất tiện trong sinh hoạt nên nhiều gia đình đã chọn di tản vào trong phố ở tạm, có nhà, thuê khách sạn ở. Người dân tìm mọi cách để vượt qua đợt lũ lịch sử, một số hộ chọn giải pháp ở nhà, thuê máy phát điện để sử dụng cho sinh hoạt. Tại phường Bạch Đằng, ngay trong đêm ngày 10 tháng 9, lãnh đạo quận đã đến kiểm tra chỉ đạo các chốt trực lũ trên địa bàn phường. Bà Quách Ngọc Thủy là bí thư phường Bạch Đằng cho biết hiện trên địa bàn phường xuất hiện nhiều điểm ngập sâu. Ngay trong đêm ngày 10 tháng 9, phường Bạch Đằng đã di rời 103 đến 250 hộ dân ở gần bờ sông. Bà Thủy nói trước 17 giờ chiều nay, cơ quan chức năng sẽ di rời nốt các hộ dân còn lại để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Tại đường Bạch Đằng, các chợ dân sinh vẫn hoạt động, nhiều điểm ngập trên tuyến đường Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Vân Đồn, v.v. khiến giao thông gặp khó khăn. Tài sản có giá trị được người dân vận chuyển bằng thuyền ra khỏi khu vực ngập sâu. Ông T, trú tại ngõ 193 Bạch Đằng cho biết nhà ông đã đắp nhiều bao cát để ngăn nước, huy động nhiều người trực để múc nước ra bên ngoài, nhưng đêm qua và sáng nay lũ lên quá nhanh khiến cả tầng 1 đều ngập trong nước. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết số người chết và mất tích do bão lũ ở các tỉnh miền Bắc đã lên tới 324 người chết và mất tích, trong đó 179 người chết, 145 người mất tích. Cụ thể như sau: Lào Cai 183 người, trong đó có 72 người chết, 111 người mất tích, gồm Bảo Yên 113, Sapa 9, Bát Sát 18, Simacai 7, Bắc Hà 34, Văn Bàn 2. Trong đó, lũ quét sạt lở đất tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên ngày 10 tháng 9 làm 99 người chết và mất tích, trong đó có 26 người chết, 73 người mất tích. Cao Bằng 52 người tại huyện Nguyên Bình, trong đó 29 người chết, 23 người mất tích. Yên Bái 44 người, trong đó có 40 người chết, 4 người mất tích, gồm thành phố Yên Bái 21, Lục Yên 14, Văn Yên 6, Văn Chấn 1, Chấn Yên 2. Quảng Ninh 13 người chết, trong đó chết do bão là 12 người, lũ cuốn 1 người. Hải Phòng 2 người chết do bão, Hải Dương 1 người chết do bão, Hà Nội 1 người chết do bão, Hòa Bình 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn sạt lở đất, Bắc Giang 2 người chết do lũ cuốn, Hà Giang 2 người, trong đó có 1 người chết, 1 người mất tích, Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh Phúc 2 người, trong đó 1 người chết, 1 người mất tích do lật thuyền. Tuyên Quang 3 người do lũ, trong đó có 2 người chết, 1 người mất tích. Phú Thọ có 10 người, trong đó 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người mất tích do lũ, 1 người chết do sạt lở đất. Theo báo cáo của các địa phương, một số thiệt hại thống kê đến 5 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024 như sau. Đã có đến 200 người chết và mất tích, trong đó 141 người chết, 59 người mất tích. Cụ thể, Cao Bằng 52 người tại huyện Nguyên Bình, trong đó 29 người chết, 23 người mất tích. Lào Cai có 66 người, trong đó 45 người chết, 21 người mất tích. Cụ thể, Sapa 9 người, Bát Sát 13 người, Simacai 7 người, Bắc Hà 15 người, Văn Bàn 2 người, Bảo Yên 20 người. Hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét sạt lở đất tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Yên Bái có 40 người do sạt lở đất, trong đó 37 người chết, 3 người mất tích, gồm Lục Yên 13, thành phố Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Chấn Yên 2. Quảng Ninh có 13 người chết, trong đó do bão là 12 người, lũ cuốn 1 người. Hải Phòng 2 người chết do bão, Hải Dương 1 người chết do bão, Hà Nội 1 người chết do bão, Hòa Bình 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn, Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn, Hà Giang 2 người, trong đó có 1 người chết và 1 người mất tích. Lai Châu có 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ 9 người, trong đó có 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh Phúc có 2 người, trong đó 1 người chết, 1 người mất tích do lật thuyền. Như vậy, số người chết và mất tích đầu giờ sáng nay đã tăng lên 13 người so với báo cáo lúc 22 giờ ngày 10 tháng 9. Trong đó Lào Cai tăng 11 người, Sapa 1 người, Simacai 3 người, Bắc Hà 2 người, Bảo Yên 5 người, không thuộc khu vực xảy ra lũ quét sạt lở đất tại xã Phúc Khánh. Vĩnh Phúc 2 người. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai, hiện nay bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Song hoàn lưu của bão vẫn còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11 tháng 9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc. Đáng chú ý trong đêm qua, đoạn đê sông Lô dài 10 mét qua xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương được xác nhận bị vỡ. Thông tin tới phóng viên báo Lao động, ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương xác nhận đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Ông Giang Tuấn Anh cho hay đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10 mét, giáp ranh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Trước đó tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước nên công tác di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai nên không có thiệt hại về người. Công tác ứng phó đang được các lực lượng và nhân dân tích cực triển khai.